quay. Hết hôm rồi, hết hôm. Ôi, dạng ơi, hù lộn rồi. Xin lỗi, đi ngoài kia năng cho vô nhìn không ra. Cô là ai? Tại sao cô ở đây? Cô tên gì? Em tên là Hằng. Cô tên Hằng? Ừ. Nhà này nhà của bà Len. Bà Len là má của Phương. Phương là bạn của tôi. Phương chết rồi, tôi còn sống. Nhà này không có ai tên Hằng hết. Nói thiệt cho anh biết luôn, là chị Phương là ân nhân của em. Ân nhân là cái gì? Trong người em đang mang quả tim của chị Phương. Giang ơi, Giang ơi, cô đang mang cho mình quả tim của Phương à? Tôi biết rồi, cái quả tim nó nằm ở đây. Không, đây là hai quả thận. Đây là con quả phổi, quả bao tử, quả gan. Cái quả... không, cái này là cái quả vú. Lộn. Đây là cái quả nhũ. Quả ngực. Ở trong quả ngực là cái quả tim. Giang ơi, quả tim. Giang ơi, cô mang cho mình quả tim của Phương. Dạ. Cô là cô Hằng, mang cho mình quả tim của Phương. Tôi biết rồi. Em tên là Hằng á, còn anh tên gì vậy? Hù. Anh tên gì? Hù. Dạ không, anh đừng có hù em. Tôi hù cô hồi nào? Thì nè, em hỏi anh tên gì? Hù. Không, trời ơi, anh đừng có hù em hoài. Có lẽ là em nói nhanh quá, anh không nghe kịp. Cái này tôi thấy là hình như ai cũng hiểu, có một người không hiểu nè. Cô mà hỏi cái gì? Anh tên gì? Hù. Trời ơi, anh hù em hoài à. Em đã nói là đừng có hù nữa. My name Hù. Anh tên là Hù. Đúng rồi, cũng thôi, mình có English for today. Tôi tên là Hù, nhưng mà người ta ở trong buôn người ta hay kêu tôi là Cu Hù. Còn cô tên Hằng, mà cô là con gái, nên tôi sẽ kêu cô là... Cô Hằng. Tôi cũng nói bậy đâu mà. Ê. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, hồi nhỏ là kêu Cu Hù thôi, nhưng mà lớn rồi, cô kêu Hù thôi, bỏ Cu đi nha. Anh Hù thôi ha. Đúng rồi, còn cái kia coi như mất rồi. Dạ, anh qua đây ngồi đi, em cảm ơn cây cô. Dạ. Cô cắt trái cây á. Dạ. Khoan, cô khoan cắt trái cây đi, cô nhìn tôi đi, tôi ngồi nha. Tôi ngồi. Cô biết sao không? Ở trong buôn á, người ta bầu tôi là người đàn ông nết na nhất đó. Biết là sao không? Cái này là hai cái ta nè. Mình ngồi mình dẹn cái ta này, mình ngồi là không bao giờ cái ta nó nhăn hết. Nó có nhăn thì nhăn cái đít mình thôi. Nhăn, dạ. Nhăn. Cô không tin à? Hả? Đít tôi bị nhăn à? Dạ. Nè, cô... làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tôi cho cô coi đít tôi nè. Thôi. Em tin rồi. Nhăn. Cô không thích coi đít tôi à? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ gì anh? Sao tôi thích coi đứt con gái lắm cô ơi. Không, tôi nói thật à. Dạ rồi. Em biết là anh có thích coi thì anh cũng để trong đầu thôi, đừng nói ra. Để trong đầu đừng nói ra. Không, Gia Lan dạy rồi, thích cái gì phải nói cái đó ra, không được giấu đâu. Giấu là không được tốt. Dạ. Ừ. Dạ gì cũng được. Đây, anh ăn hỏi đi. Sao vậy? Cô mời ỏi tươi. Ừ. Cô có yêu tôi không? Cảm ơn cô. Ôi Giang ơi, cô cắt. Ôi sao cái miếng này giống cái miếng hồi nãy rớt dưới đây quá vậy? Không có. Đây nè, em bỏ qua một bên rồi. Rồi lỡ cái miếng này rớt, miếng kia không rớt cũng chảo qua sao? Em cắt miếng khác. Được chưa? Để mệt ghê, ăn đi sạch. Đứa này nó dốc lẹo lưỡi đi. Thôi anh ăn liền em đi. Ngọt không? Ồ Giang ơi, cô ơi. Hử? Ngọt ngay. Cô đúng là người kinh rồi, phải công nhận người kinh giỏi thiệt. Cô cắt trái cây à, ngọt ngay. Mấy thằng bạn tôi ở trong buôn không được cắt trái cây đâu, cắt chua le. Ngọt hay chua là do trái cây chứ phải do người cắt đâu. Ngọt hay chua là do trái cây. Hử? Vậy mà từ đó giờ tưởng do con dao. Nhưng mà ngon lắm cô ơi. Ngon quá, ngon không thật. Cái bài hát này tôi biết rồi. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa mình. Mãi mãi sẽ yêu kìa. Gì vậy anh Hùng? Cô mời hát bài gì? Ủa, em có hát hả? Có, hồi nãy cô mời hát. Cô nhớ đi, cô mời hát bài gì đâu? Em đâu có nhớ, em hát. Đừng nhớ, bình thường cô thích bài gì? Dạ, bài Mưa Rừng. Bài Mưa Rừng? Ừ. Mưa rừng ơi, mưa rừng ơi, mưa nhai mưa chín miệng. Sao lại tôi nghe ra bài kia? Bài kia bài nào? Bài kia bài nào, kể nó đi. Còn hỏi để hát à? Sao muốn chết rồi?
Sao anh căng thẳng quá vậy? Thì ngồi gọt trái cây thì cái lúc hát. Phương còn sống mà Phương hát bài đó. À, cô tính làm gì nữa đây? Em gọt trái cây. Nhưng mà cô buồn miệng cũng đừng hát nữa nha. Thì sao? Thôi, được rồi, đừng hát nữa. Để tôi mở nhạc cho cô nghe đi. À, rồi rồi, mở nhạc đi. Vậy đi cho chắc ăn. Để cô hát ngay cái bài kia nữa. À, mà nói nghe nè cô ơi. Ở trên đây người ta nghèo lắm. Nghe nhạc bằng radio không à? Mà cái radio này nó cũ rồi. Mấy cái nút nó rụng hết rồi. À, ở đây có nhiều cái lỗ lắm. Thật lộn lỗ là giật chết luôn. Nguy hiểm lắm. Phải... Ôi, tôi hù ra. My name hù. Quay xe đây. Kéo quần lên đi. Yên tâm đi. Cái lỗ bự này nè, thọc vô tư luôn. Nhưng mà cái lỗ nhỏ nhỏ dưới này nè, không biết à, thọc vô giật tê tái luôn. Ừ, thọc lỗ bự cho chắc ăn. Ở trong cái lỗ nó còn một cái nấc. Ấn cái nấc vô là nhạc sẽ... Thôi, mệt quá giỡn hoài à. Ngay quá. Thôi, mệt ghê á. Ý, anh đang nhảy hả? Ờ, đúng rồi, đang nhảy đó. Ý, cái điều gì dễ thương quá vậy? À, cái điều này gọi là điều điên chức. Ủa? Điên chức, muốn lòi cái lưỡi đâu, tôi nhảy vô đâu, nhảy. Ủa, em đâu có biết, em tưởng là anh giỡn ở ngoài nãy. Có thằng nào giỡn cái tay thọt vô đây, cái tay chỉ vô ổ điện không? Kêu rút trong sợi dây điện rồi kêu không nổi, cứ ngồi đó cười hoài. Xin lỗi, có sao không? Không sao, gần chết rồi. Thôi, nói bậy không à. Rút dây điện rồi cho chắc ăn đi. Giật banh xác luôn. Ủa, cái dây màu đỏ là của radio nè. Còn dây màu trắng là của gì đây? Trời, tức quá. Cái tật tôi kỳ lắm. Thay được cái đầu rồi phải kiếm cho ra cái đích. Kiếm không ra cái đích là tối nằm mơ thấy cái đầu không sợ ma lắm. Còn dây màu trắng đi đâu? À, cái dây màu trắng nó chui vô đây. À, làm sao mày thoát được? À, nó đi vô chỗ này. Rồi, tôi thấy chỗ này rồi. À. Cô bị cao gió không? Không. Xin lỗi Phương, anh rút lộn dây điện bàn thờ em. Ôi, giang ơi sao qua. Đang nằm sợi dây điện lần. Con nó đi đâu tự nhiên ngước lên thấy bà đang ngắm mình. Cũng hên là xem tôi té. Tí xíu tôi té tôi xỉu rồi. Mà tôi khôn tôi không dám xỉu trong đó, tôi phải lết ra ngoài này ra. Ủa sao vậy? Mình xỉu trong lúc mình tỉnh vậy, mình thấy bà nhìn mình xỉu nữa, chừng nào mình mới tỉnh đây. Được. Tôi là thông minh lắm, xỉu không? Phải biết tính toán chứ. À. Khoan, cô đừng cắt ơi nè, cô nhìn tôi đi. Tôi ngồi nha. Ngồi tướng kỳ quá. Thôi tôi cùng nói thiệt với cô. Thật ra không phải nết nay đâu. Tôi ngồi cái tướng này á, chẳng qua gì tôi thương cô, tôi mến cô đó. Ủa sao vậy? Tôi ngồi vậy để bảo vệ hạnh phúc cho cô đó. Gì dữ vậy? Đúng rồi, tại vì cái đuôi tôi đó đẹp lắm. Tôi sợ cô nhìn thấy cái đuôi tôi rồi cô chán chồng cô luôn á. Ừ, đuôi tôi đẹp lắm cô ơi. Tôi... Ôi giang ơi, kiệt tác của thiên nhiên. Sao mọi lần tôi nhìn cái đuôi tôi cũng yêu tôi luôn. Anh như người ta nữa à. Tôi cho nhìn chút xíu đó. Bây giờ em nói nè. Quên. Đợi tôi xíu. Tôi cắm điện lại cho Phương. Cái lúc Phương còn sống á, Phương rất là sợ ma. Để bằng thôi tôi thui ra tối về Phương sợ ma. Phương nhắc ma mình là nguyên con ma 3D luôn. Cầm. Rồi xong hai cái dây không nhớ mau nào luôn. À, hồi nãy em thấy anh. Tính làm gì đó? Nhắc. Biết cái gì mà nhắc người ta. Xin lỗi cô, tôi còn con tim khỏi ốc của mình. Cảm ơn mẹ đã cho con khỏi ốc thông minh tuyệt vời này. Mình quên được cái đặc biệt người ta. Nhớ bằng người ta không mà nhắc. Liệt sơ qua là nhớ cái dây màu đỏ rồi. Nhiều chuyện. Thủ tiêu mày luôn đi mày ơi. Quỷ cầm vô cái hát lên liền. Ba cái bà ca sĩ nào trong đây cũng kỳ. Nguyên bài hát đè cho ra hát quay. Cầm vô là người yêu ơi. Bữa nào cầm vô bài hát lên là cú hú ơi. Rồi vô buông luôn. Sao quá. Thầy quá. Vậy mà kêu nhắc không chịu nhắc. Thôi đừng nghe nhạc nữa. Nghe nhạc nữa. Ngồi nói chuyện gì vui đi. Ừ, vui đi, nói chuyện vui đi, ăn ỏi nói chuyện vui. Nhìn em giống chị Phương không?
Nói chuyện vui à? Vui mà nhìn em trong chị Phương không? Nghe ẩn lanh luôn. Để coi coi. Thiệt á, không giỡn nha. Cô hả? Ừ. Nhìn cô thì cái mặt không giống thôi. Mặt Phương đẹp hơn mặt cô nhiều. Mặt cô là bị bừ tròn, mặt Phương là vậy nè, đẹp lắm vậy nó. Mặt mùi cũng không giống, miệng không giống. Nói chung là trên gương mặt cô không có nét gì giống Phương hết. Mà nói chuyện với cô thấy cô giống Phương lắm. Là sao? À, tôi cũng không biết đâu. Đừng hỏi nữa. Hay là... tôi hiểu rồi. Ừ. Có lẽ là tại vì cô đang mang cho mình quả tim của Phương á. Mà Gia Lan dạy tôi, Gia Lan nói quả tim là nơi nằm giữ cái linh hồn. Có thể người chết đã chết rồi. Nhưng mà cái linh hồn mà... Anh làm cái gì vậy? Tôi thấy chỗ khác Phương rồi, thấy chỗ khác Phương rồi. Chỗ nào? Tôi nhớ rồi, hồi đó Phương cắt trái cây, Phương cầm con dao bên tay này. Có nghĩa là chị Phương thuận tay phải, em thuận tay trái đúng không? Đúng rồi, Phương thuận tay phải, cô thuận tay trái. Cô với Phương mà thuận tay giống nhau, tôi đi về luôn rồi. Làm hết hồn mà. Tôi cũng sao quá, cô ơi, tôi la xong tôi giật mình luôn. Trời ơi. Trên xe cô bị đứt tay rồi. Cãi anh á. Làm gì vậy Hùng? Nhìn cô giống quá. Giống ai? Giống Phương. Ở chỗ nào? Hồi đó Phương bị đứt tay, Phương cũng ngâm giống như cô vậy nè. Vậy chứ anh bị đứt tay anh làm sao? Tôi ngâm ở đây đâu. Cái theo con đây nè. Anh đứt ngay ngón tay này nè, anh làm cái gì đầu tiên? Thì tôi đứt ngay ngón tay, dĩ nhiên tôi phải ngâm ngay ngón tay thôi. Nhưng mà tôi... đực chỗ nào ngậm chỗ đó. Chân lý vậy mà tôi quên luôn. Hay quá, làm hết hồn. Mà nó nghe, nó nghe. Đực chỗ nào ngậm chỗ đó đúng không? Ừ. Hồi lại mình đực ở đây sao mình ngậm đây? Không lẽ mình uống dẹo sao mình ngậm? Thôi chừng nào tôi đực ở đây tôi kêu cô qua ngậm giùm tôi đi. Rồi tôi trả tiền.